Sau 4 ngày xảy ra sự cố sập lò khai thác vàng trái phép ở Bắc Cạn làm 2 người mắc kẹt, lực lượng cứu hộ cứu bạn vẫn chưa thể tiếp cận vị trí bị sập và liên lạc được với nạn nhân do lòng hầm nhỏ hẹp và sâu. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng ngày 12 tháng 12, ông Đặng Đình Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, cho biết lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang tìm phương án để tiếp cận và liên lạc với nạn nhân vụ sập lò khai thác vàng trái phép ở xã Bản Thi. Đến sáng nay, công tác cứu hộ người bị mắc kẹt vẫn đang được triển khai, tuy nhiên vẫn chưa thể tiếp cận được vị trí bị sập và các nạn nhân do lòng hang nhỏ, hẹp và rất nguy hiểm. Chúng tôi đang tính toán để tìm ra phương án tối ưu nhất tiếp cận được các nạn nhân mà lại đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ, ông Phong nói. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Chợ Đồn, từ chiều ngày 9 tháng 12, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường, đưa dưỡng khí vào hang, gia cố chống sập tại các vị trí xung yếu, đào đất khơi thông lòng hang. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, lòng hang nhỏ hẹp, chiều cao trung bình khoảng 0,5 đến 0,7 m, nhiều khúc cua lên, xuống, thiếu dưỡng khí. Lượng nước trong hang dâng lên ngấm vào thành hang làm kết cấu không đảm bảo, nguy cơ sụt sập rất cao. Lực lượng cứu hộ phải tiếp cận hang bằng cách trườn bò nên công tác giải cứu khá khó khăn. Lực lượng cứu hộ mới vào lòng hang được khoảng 140 m thì có tảng đá sập chắn ngang, trong khi theo tính toán từ cửa hang tới vị trí bị sập là 200 m, chiều dài của hang khoảng 400 m. Trong chiều ngày 11 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn Nguyễn Đăng Bình đã trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo vụ việc. Sau khi khảo sát, ông Bình đề nghị bằng mọi cách phải tiếp cận được vị trí người mất tích nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn, bởi đây là hang đá tự nhiên, hiểm trở, lối vào hang nhỏ hẹp, chỉ đủ người bò qua nên tuyệt đối phải được xem xét và tính toán kỹ lưỡng. Quá trình cứu nạn, lực lượng phải thường xuyên liên lạc với bên ngoài để khi có các tình huống phát sinh cần xử lý kịp thời. Như Tuổi Trẻ Online đưa tin chiều ngày 9 tháng 12, chính quyền địa phương nhận được thông tin của người dân về việc ngày 8 tháng 12 có một nhóm người đi vào một hang sâu, lò khai thác vàng trái phép, hơn 400 m tại thôn Kéo Nàng, xã Bản Thi. Đất đá bất ngờ sạt lở khiến ông Hoàng Việt Dũng, 44 tuổi, ở huyện Chợ Đồn, và ông Trần Văn Hoàng, 40 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Ninh, mắc kẹt trong hang.